Rồi. Ghê vậy? Nó bắt kiến hả? Không, nó trình rộng. Nó trình rộng. Rồi. Tiếp tục cho mọi người xem ca sứ sáng hôm nay nhé. Như vậy nó đẹp. Nó rất là gì vậy đi thế này. Có xong môi sôi nó là cái đang nổi lên đó. Nó hồng lên. Cái hai sao nữa. Mẹ bác làm gì vậy chịu? Mà mới mang son mà không không đắng vô. Không gan đẹp. Con này nó hợp với màu gan này nè. Nó là màu trắng đẹp đó. Bữa mình lựa màu kia cũng đẹp đó. Anh làm có bao tay đó cầm hàm gan này cái gì nữa. Anh ngắm chỉnh mãi mới được vậy đó cô ạ. Thì phải chỉnh mới được chứ. Con này nó nghe đó. Cầm lên chỉnh xong ngắm xuống chỉnh. Anh nào cũng dễ làm món vậy đó. Nó đập nó xây. Đúng rồi, người là quan trọng hơn gan. Thằng của chị là làm sứ xe công.